Hôm nay điện máy chính hãng sẽ mang tới cho anh em combo một cái sản phẩm mà sẽ có hai máy khoan đầu kẹp phía bên trong, nó là đầu kẹp 10 và đầu chuyên bắt vít của dòng uh, Anchor. Dòng này thì thương hiệu là của Anchor và tiếng Anh dịch ra nó là mỏ neo nhưng thì uh, bên trong máy thì gồm có hai bộ sản phẩm như cái hình của bên ngoài như thế này. Nó là DCE8 và DC15, 16V 2.0Ah thì anh em sẽ cùng với mình đi uh, phá chi tiết ở phía bên trong thì gồm có những gì bên trong thì gồm có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này và đây đầu tiên thì mọi người sẽ thấy là hai cái hình con máy nó nằm ngược chiều nhau hai pin một sạc kèm theo máy đây là bộ sản phẩm sẽ kèm theo như thế này của dòng mỏ neo đây anh em mình sẽ lắp pin vào trước này hai pin và một sạc thì nó cùng chân hết chân pin với nhau nhé anh em lại bảo hai máy này. này là đầu kẹp 10 này có các cấp độ trượt này à, có khả năng là à, cái này là mình nhớ không lộn là auto lock nhé Còn này là có ba chế độ làm việc cũng có khả năng là khi mà không còn ngoại lực tác động lên vít thì nó thì, thì sẽ tự ngừng đây là hai em máy thì chuyên làm cho các bác đi bắn vít hoặc là khoản gỗ quan sát vừa phải thôi một con đầu kẹp 10 một con là chuyên bắn vít của dòng mỏ neo à, động cơ là hai em này thì giống nhau nó là động cơ không thổi than pin uh, lithium pin của nó là 16.8 16 đúng không 16.8 này 2.0 ah này pin lithium 2 ah tới cho mọi người hai pin và một sạc hai pin thì mỗi pin sẽ lắp vào trong một máy kích thước máy là rất là nhỏ gọn và phía đằng phía tay cầm đây đều tất cả đều là bán cao su hết nhé mọi người đầu chuyển và đều có đèn ở phía trước đây. đây anh em xem này Đó, đều chuyển vào có đen thì mỗi con máy thì nó có sẽ có, có, các, tốc độ khác nhau ví dụ như em này thì có hai cái tốc độ làm việc và có thêm là à, có các cấp độ trượt để cho mọi người bạn đây thì này tốc độ của nó sẽ là từ 6 từ 0 đến 6.000 này hoặc từ 0 đến 2.000 này lực xoắn của nó là 600 Newton trên mét và mã của nó là DC 8 còn à, dòng này đi em này thì là DC 15 tốc độ của nó từ 0 đến 2.900 vòng và từ, tốc độ thứ hai là từ 0 đến 3.500 vòng Đó, con này là chuyên tháo mở ốc vít thôi và nó có chức năng nới lỏng thông minh nhé anh em đây mọi người sẽ nếu nới lỏng này Đó. khi mình bấm cò nó không có tác động ngoại lực thì máy nó sẽ tự ngưng Đấy, như thế này hoặc là mình chuyển chế độ này Đó. kêu nó sẽ khác này thấy chưa mọi người nhé Ok, giá của sản phẩm này thì mình sẽ bể ở bên dưới cái phần mà mô tả của cái video Anh em hãy bình luận và nhận xét xem cái sản phẩm này của dòng Enco mỏ neo này có tốt hay không nhé Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại